như thế tất cả trong cảnh niết bàn hoàn toàn không có sở hữu đều chẳng thể nắm bắt được các ngươi chớ chấp bố thí có sự sai khác và kẻ thí người nhận kết quả bố thí niết bàn cũng có sự sai khác nếu các ngươi chẳng chấp bố thí người thí kẻ nhận kết quả bố thí niết bàn có sự sai khác thì phước đã tu bố thí sẽ đưa đến niết bàn đắc quả niết bàn quyết dùng niết bàn mà tạo đời sau lại nói thế này này các thiện nam tử, các người dùng sự tu bố thí này chớ chấp thủ sắc, chớ chấp thủ thọ tưởng hành thức chớ chấp thủ nhãn xứ chớ chấp thủ nhĩ tĩ thể thân ý xứ chớ chấp thủ sắc xứ chớ chấp thủ thanh hương vị xúc pháp xứ chớ chấp thủ nhãn giới chớ chấp thủ nhĩ tĩ thể thân ý giới chớ chấp thủ sắc giới chớ chấp thủ thanh hương vị xúc pháp giới chớ chấp thủ nhãn thức giới chớ chấp thủ nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chớ chấp thủ nhãn xúc chớ chấp thủ nhĩ tĩ thể thân ý xúc chớ chấp thủ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chớ chấp thủ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chớ chấp thủ địa giới, chớ chấp thủ thủy hỏa phong không thức giới, chớ chấp thủ nhân duyên, chớ chấp thủ đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chớ chấp thủ các pháp từ duyên sanh ra, chớ chấp thủ vô minh, chớ chấp thủ hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, chớ chấp thủ bố thí ba la mật đa chớ chấp thủ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chớ chấp thủ bốn tịnh lự chớ chấp thủ bốn vô lượng bốn định vô sắc chớ chấp thủ bốn niệm trụ, chớ chấp thủ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chớ chấp thủ pháp môn giải thoát không, chớ chấp thủ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chớ chấp thủ pháp không nội, chớ chấp thủ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chớ chấp thủ chân như chớ chấp thủ pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chớ chấp thủ thánh đế khổ, chớ chấp thủ thánh đế tập diệt đạo, chớ chấp thủ tám giải thoát, chớ chấp thủ tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, chớ chấp thủ tất cả pháp môn đà la ni, chớ chấp thủ tất cả pháp môn tam ma địa.